một cái góc view cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Hải nhìn thấy nó còn mê luôn á. Phía bên cửa đông của chợ Bến Thành mọi người bây giờ là nhìn vắng tanh luôn. Đấy, bây giờ thì mọi người cũng đi về hết rồi, xe cũng không gửi nữa. Còn ở phía bên này thì có vẻ là đã nhộn nhịp hơn. Đấy, từ quán ăn cho tới bán các cái mặt hàng thời trang này bày rất là nhiều, nghĩa là tôi xách ba lô tại khu vực này. Nhưng mà cả con đường thì nhìn được những 2-3 vị khách gì đấy là mua đồ thôi, rất là ít. Bây giờ mình cùng ra đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi mình hướng về phố đi bộ nha. Cái khu này thì bán thời trang cũng nhiều. Đấy. Nhưng mà như Hải thấy là bán ra thành đấy khá là mắc nha, khu vực này. Đồ thì không phải là đồ xịn cho lắm, đồ cũng khá là bình thường. Nhưng mà giá thì rất là mắc. Bây giờ mình cùng ra đến đường Lê Lợi rồi vào đường xe đi nhiều thế. Ai mình đều đứng đây để sập. Ôi à, khu vực này khá là nhiều xe đứng đậu này chờ đón người tại khu vực này mọi người. Grab rồi ui rác bay đấy. Kia mà thấy cảnh rác nó bay té tung như thế này luôn đấy. Nói chung là dạo này những cái chỗ mà nơi công cộng tại Sài Gòn này thì cũng bớt được hàng rong rất là nhiều. Như bên mấy Bạch Đằng chắc giờ này cũng không có hàng rong nữa. Chắc ở bên trong còn ở phố đi bộ chắc vẫn đang còn. Bây giờ mình cũng chạy vòng vòng cái đấy quay một vòng cho mọi người nhé. Phía bên này thì đang dưới đường thì đang sửa chữa cái gì đó. Khu vực này thì vắng tanh luôn. Ngày trước những ngày cuối tuần tại khu vực này rất là đông và nhộn nhịp, thì bây giờ mọi người thấy rất là vắng, còn được mấy người giống như ngày trước nữa. Ở bên này thì có một ít này, Nam Thanh Tứ Tú này, khu vực này rất là nhiều. Bây giờ mình cùng vào phố đi bộ. Hết cho mình. Mọi người thấy ai đứng trước không? Này công an giao thông đi dẹp luôn đấy mọi người này, tránh cái tình trạng đua xe và tụ tập. Này rất là căng luôn. Hải thấy nó rất là nhộn nhịp đấy mọi người. Đấy, đánh vui đông vui tấp nập lắm. Thì Hải thấy chỗ này nếu mà mình cho mình xe máy chạy không thì được, nhưng cái này có ô tô vào nữa thì có vẻ là nó hơi tắc đường một xíu á. Nhất là những cái địa điểm như thế này. Mà hôm nay đây có vẻ là ít hàng rong rất là nhiều so với mọi hôm. Và lực lượng công an đi tuần tra thì có vẻ nhiều hơn.
bây giờ mình cùng qua công viên với Bạch Đằng nhé, xem tình hình như thế nào. Tại bên đấy không biết là bao giờ thì họ sẽ bỏ hết cái đèn led đó để ra quay cho mọi người vào hôm cuối. Đây, chắc lượng người đổ về công viên Bạch Đằng này rất là đông và nhộn nhịp này. Thôi thả đèn xe bên này đi, mình cùng đi sang bên đấy làm sao. Đây, khu vực này mọi người thấy là dẹp hết hàng rong rồi, nhìn không gian rất là thoáng đãng luôn đấy. Đứng đây quay cho mọi người xem một cái góc này này, nhìn nó rất là đẹp luôn. Một cái góc view cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ, Hải nhìn thấy nó còn mê luôn đấy. Đấy là công nhận là cái ngày mà hoàn thành được cái công viên Bạch Đằng á thì thu hút được lượng người tới đây vui chơi rất là đông và nhộn nhịp. Rất là nhiều. Cũng như là đấy là quận 1 đầu tư vào công viên Bạch Đằng rất là nhiều nha. Và phục vụ cho người dân vui chơi á tại khu vực này. Đấy mà thấy đầu tư 500.000 cái bóng chiếu sáng để phục vụ cho người dân tới chụp hình in. Tại khu vực này thì mọi người biết là đầu tư như thế nào rồi, cỏ thì trồng liên tục. Ngày hôm nay thì chắc cũng không được nhộn nhịp lắm so với mọi hôm đâu. Cái này chỉ có những ngày cuối tuần thì nhộn nhịp hơn, cũng như là cái khu vực này thì mọi người tới check in cũng nhiều rồi, bây giờ nó cũng bớt đi rất là nhiều rồi. Đây không còn một bóng hàng rong rồi luôn tại khu vực này. Lực lượng công an cũng phải đang túc trực ở đây đây mọi người này. Thế nào cũng có một xe công an đứng tại khu vực này để đảm bảo trật tự. Đây khung cảnh giới trẻ rất là đông. Cùng đi nha, xuống bên dưới này quay cho một đoạn này cho mọi người. Hải cũng muốn quay cho mọi người về đa góc quay luôn cho mình cảm nhận được. Nhiều khi mình có một góc quay nhiều khi nó cũng chán.
bây giờ là hải rong đổi hình thức rồi mọi người, không bán ngoài lề đường nữa, mà bây giờ là sẽ cầm menu đi chào mời từng người vậy á. Nó biến tướng dần, nhưng mà thôi kệ, như vậy cũng được. Nhất là vậy má nó cũng đỡ nhanh nhác hơn rất là nhiều ở khu vực này, giảm bớt đi. Đây này, đây có cái dầu sen này, chỗ này khá là đẹp này. Hãy được quay cho mọi người xem một xíu. Bây giờ mình cùng tiếp tục đi tiếp nha, chắc đến chân cầu Thủ Thiêm Hải xin phép được dừng thôi mọi người. Tại tới đây nó cũng muộn, giờ này chắc cũng là 9 giờ rồi, còn về cơm nước nữa cơ. Tranh thủ quay cho mọi người và cập nhật cho mọi người xem một xíu ngày những ngày đầu tuần xem thế nào. Đây cũng như là cái điểm nóng ấy, tại khu vực này trước thì Hải thấy là bán dòng rất là nhiều, bây giờ đã trống chỗ, nhường chỗ cho mọi người tới vui chơi tại khu vực này, không còn hiện tượng bán dòng ở đây nữa. Cũng như là có chỗ này mà thấy không, cắt tỉa này rất là gọn gàng ấy, có rồi cây cối khu vực này không cũng chẳng còn có rác mấy cơ. Phải là những cái lá khô thôi, lá khô nó rụng xuống thì cái đấy thì nó khó lắm, cái mùa này nó đang là mùa rụng lá của một số cái cây này. Bây giờ này chắc là nhiều người lên trên cầu lắm mọi người. Rồi đến đây Hải xin phép được dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến cuối video. Mọi người thấy video hay thì có thể cho Hải xin một like, một đăng ký và ấn chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới của kênh nha. Bye bye và hẹn tất cả mọi người ở một clip tiếp theo ạ.